Hello. Ở chỗ nè, nó không. Ở lò lò gầy hello. Ôi trà này thưa quá chừng luôn á. Vô chuồng chuồng nhóc chừng. Xa lắm. Cái hỏng quá vậy. Cứu rồi. Đó. Không có dính cá gì nữa. Hồi hồi sớm ai ai ở nhà bà bốt cho bà hả? Bà đi làm hả? Thì hả? Đêm cứu bà bảy hả? Mà tới chảnh chưa hả? Ông Tám hả? Cứ dâu. Mà cứ dâu hả? Cứ đó chắc nhà. Chắc nhà hàng quá. Vô rồi. Đó 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 đó. Chỗ cái ghe đó. Bốt ra mày coi à, cháu ra thằng thừa nó sao nó mòi sao trời chứ người ta coi lắm quá đâu cứ mà đợi đi.
Ở lên bờ luôn hả? Quá trời nhảy luôn rồi. Rồi nhảy rồi. Ra rồi. Trời ơi nữa rồi. Này. Nó bự hả? Ở lên bờ kìa, thấy hàm thấy không kìa. Ở đó, 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 đó. Ở đó. Trời ơi nhảy rồi nè, cái hàm trên trời. Đó xuống rồi giờ nó không mấy con ha. Mấy con ở tầm nhoi nặng đất á. Ờ. Mấy con cá mấy rồi mà. Ủa, ha. Ủa trời ơi nè, nó cầm. Ủa lọ lọ kìa, hello. Đây nhiều. Nhảy vô. Này chẳng cao lên á. Ồ cái chốt nghe bà bơi kìa. Rồi bên hai nhắc tiền. Quá chừng luôn. Mùi nữa chứ. Mê hen đấy mê hen.
Cái hết luôn đi. Thôi vô là vô luôn. Vô luôn nghỉ hả? Có nước không? Có miếng. Nó lại càng mùi mảnh. Thì có vậy nó mụi mụi cái không biết sao vô. Hồi này nó xình nó ra. Ở bên đây nó không có cá bự. Thôi có ly trà đường uống thôi. Rồi bánh đâu Nguyên? Bánh kìa. Thấy mê chị Nguyên. Cá bánh đâu Nguyên? Bên này không có Nguyên ơi. Này mắc cỡ rồi bánh á. Đây không có nữa mà không có bạn bánh. Bánh nhất kìa. Nó bành bành không kìa. Nó chối nắng được. Cá kia không có vô cái bự ha. Có nước đá đây rồi, em không có nước đá. Có nước đá của bạn chính mình kìa. Ăn cái bự bự như thế. Đông người lắm như thế. Thử chị đó hả? Chứ giờ đói thì sao? Ô mang ốc mà bự không ốc? Ốc gì mà bự không vậy? Trời ơi. Ta tính thì gom, ta gom lại đó. Hết vô ta gom lại đó. Ta gom lại đó. Nãy cá của ấy. Ôi ơi. Ơi cái. Thấy rồi.